Đây là phái đoàn đi từ thiện mổ mắt ở Pleiku. Để chị Liên, Vi, bác sĩ Tiêu, bác sĩ Hoàng Sen, Hương, Châu, chị Loan, bác sĩ Linh, anh Diễm quên rồi, anh Hoàng Hôn, anh Bình Minh, anh Bảy, bác sĩ Định, Bửu, chị Vân. Cái này là Lan và đây là Hiền. Ông bác Tài không nhớ tên. Chú Hà, chú Hà, chú Hà, chú Hà, chú Hà, chú Hà. Rồi.